Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, 27 tháng 7 năm 2020, có một chiếc máy bay siêu to khổng lồ bay từ sân bay Ted Stephen Anchorage International Airport, thành phố Anchorage, Mỹ, tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đó chính là chiếc Boeing 747-400 BCF của hãng National Airlines. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng quá trình hạ cánh của máy bay nhé. Đây là chiếc máy bay có mã đăng ký N919CA. Dòng 747-400 BCF là máy bay vận tải chuyển đổi của Boeing, trước đây gọi là 747-400SF, là máy bay vận tải đặc biệt. Đây là một chương trình chuyển đổi cho khách hàng 747-400S. Dòng 747-400 BCF không có cửa hàng hóa ở mũi, vận chuyển hàng hóa chỉ có thể thông qua cửa bên hông. Đội bay của hãng National Airlines hiện có 5 chiếc Boeing 747-400 BCF trong biên chế. Bay đã hạ cánh thành công, tạo nên một vệt khói đẹp mắt trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ nó sẽ chạy taxi về khu vực bãi đỗ. Máy bay đã có chuyến bay thẳng từ sân bay Anchorage tới sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage là một sân bay lớn ở tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ. Nó nằm cách khoảng 7,4 km về phía tây nam của trung tâm thành phố Anchorage. Được xây dựng vào năm 1951 với tên là sân bay quốc tế Anchorage. Tên sân bay đã được đổi theo tên của vị thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ dài Ted Stevens. Sân bay này là trung tâm lớn thứ hai của hãng Alaska Airlines sau trung tâm tại sân bay Seattle. Nó cũng là một trung tâm hàng hóa lớn. Tại thời điểm năm 2010, nó được xếp hạng là sân bay bận rộn thứ 5 trên thế giới bởi giao thông hàng hóa, sau các sân bay quốc tế Hồng Kông, sân bay quốc tế Memphis, sân bay Thượng Hải và Seoul. Mã sân bay là ANC. Hầu hết các hãng hàng không vận chuyển hành khách lớn của Hoa Kỳ đều có chuyến bay tới ANC. Với phần lớn các chuyến bay chở khách của hãng Alaska Airlines và từ Seattle, trung bình 20 chuyến mỗi ngày, và Fairbanks trung bình 13 chuyến mỗi ngày. Anchorage là một điểm dừng chân phổ biến đối với hành khách bay từ khu vực Đông Á từ những năm 1960 đến những năm 1980 vì không phận Trung Quốc và Liên Xô hạn chế bay. Và vì thế hệ đầu tiên của máy bay phản lực và máy bay thân rộng không có tầm bay thẳng qua Thái Bình Dương, một số máy bay chở khách vẫn dừng lại Anchorage trên các chuyến bay giữa châu Á và phía đông Hoa Kỳ. Trong mùa hè năm 2010, hãng National Airlines đã mua 3 máy bay Boeing 747-400 BCF. Những chiếc 747 này được vận hành bởi Air Atlanta Iceland trước khi được đăng ký tại Hoa Kỳ vào năm 2011. Theo thông tin từ Boeing, dòng 747-400 BCF gồm 3 phiên bản động cơ. Với General Electric, động cơ được sử dụng là dòng CF680C2B1F. Với Pratt & Whitney, phiên bản động cơ được sử dụng là phiên bản PVK4062. Còn với Rolls-Royce, hãng sử dụng động cơ mang mã RB211-524G. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.